Cô xin chào các bạn. Ở tiết học vần hôm nay, chúng ta sẽ học bài 91, đó là vần oa, oe. Đây là vần oa. Vần oa gồm có hai âm, âm o đứng trước, âm a đứng sau. Các bạn lắng nghe cô đọc nhé. Oa, oa. Khi các bạn đọc, vần này các bạn nhớ tròn môi. Mời các bạn đọc. Vần oa có trong tiếng họa. Mời các bạn quan sát. Đây là hình ảnh của chú họa sĩ đang vẽ một bức tranh rất đẹp. Cô có từ mới hôm nay, đó là từ họa sĩ. Oa, họa, họa sĩ. Đây là vần oe. Vần oe gồm có hai âm, âm o đứng trước, âm e đứng sau. Oe, oe, mời các bạn đọc. Vần oe có trong tiếng xòe. Mời các bạn quan sát. Đây là điệu múa của người dân tộc Thái. Múa, xòe. Oe, xòe, múa. Xòe. Mời các bạn đọc. Oa, họa, họa, sĩ. Oe, xòe, múa, xòe. Các bạn hãy so sánh giúp cô hai vần điểm giống nhau. Điểm giống nhau có âm o đứng trước. Điểm khác nhau có âm a và âm e đứng sau. Mời các bạn lắng nghe. Oa, oe. Mời các bạn đọc lại. Cô có 4 từ ứng dụng sau. Mời các bạn đọc. Tìm giúp cô tiếng có mang vần vừa học. Khoa, hòa, khỏe, chòe. Sách, giáo, khoa, hòa, bình, mạnh, khỏe, chích, chòe. Mời các bạn đọc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết. Chúng ta viết chữ oa, chữ oe, họa sĩ, chích, chòe. Các bạn có thể viết vào bảng con hoặc là vở. Chúng ta cùng đọc lại cả bài nhé. Oa, họa, họa, sĩ. Oe, xòe, múa, xòe. Hòa, bình. Sách, giáo, khoa, mạnh, khỏe, chích, chòe. Mời các bạn đọc. Mời các bạn quan sát. Từ hình ảnh trên, cô có bài ứng dụng sau. Mời các bạn đọc thầm bài thơ. Tìm giúp cô tiếng có mang vần vừa học. Hoa, xòe, khoe. Hoa ban xòe cánh trắng, lan tươi màu nắng vàng. Cành hồng khoe nụ thắm, bay làn hương dịu dàng. Mời các bạn đọc lại một lần nữa. Các bạn hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Đây là hình ảnh của các bạn học sinh đang tập thể dục. Vậy các bạn có thường xuyên tập thể dục không? Và tập thể dục
có lợi gì? Các bạn biết không, chúng ta có thói quen tập thể dục thường xuyên để có lợi cho sức khỏe, vì sức khỏe là vốn quý nhất. Đó cũng là chủ đề luyện nói hôm nay. Mời các bạn đọc lại. Vậy thì các bạn có thể luyện nói cùng với gia đình, ví dụ như ba mẹ hoặc là anh chị em trong nhà. Các bạn về nhà đọc lại bài 91 trong sách giáo khoa trang 18. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em có một buổi học thật vui vẻ và bổ ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.